Chào các bạn, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách thanh toán đa cước tiền ở trên con Comini nhé. Thì các bạn vào cái Gmail của các bạn ấy, thì bên đa cước tiền người ta sẽ gửi cho các bạn cái Gmail có sẽ có cái thông tin này, OCR, này, này. Đó, thì các bạn đến cái máy này của trên Comini Family Macto, thì các bạn bấm vào đây, đây, bạn bấm vào đây, rất đơn giản thôi. Tiếp theo các bạn bấm vào nút này. Chữ ghi ế này, tiếp theo các bạn bấm vào này. Bango New Liêu Cự này, tiếp theo các bạn nhập cái mã này vào nhé, OCRI Ticket Bango đấy, mình sẽ nhập vào 853880. Ok, sau đó các bạn bấm vào nút OK này. Rồi. Tiếp theo các bạn nhập cái số điện thoại các bạn đăng ký ở trên đăng ký tiền vào nhé các bạn nhé. Ok, bạn nhập cái số điện thoại vào. Sau đó các bạn bấm vào nút OK này để tiếp tục. Đợi một chút nhé. Thanh toán thì các bạn thanh toán bằng Genkin hoặc là FamilyPay, tiền mặt hoặc là FamilyPay nhé. Đó, sau đó các bạn bấm vào nút OK này, xác nhận những nội dung người ta thông báo. Các bạn đợi một chút đó. Tiếp theo là các bạn đây xác nhận cái nội dung thông tin mình mua hàng như này là ok chưa? Ok thì bạn bấm vào nút OK này để tiếp tục này. Đó. Sẽ in cho bạn một cái phiếu này. Bạn cầm cái phiếu này ra bên quầy để người ta thanh toán cho các bạn nhé. Rất đơn giản vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.